Chồng Lưu ơi. Rồi, mỗi lần nghe cái âm điệu này là biết tốn tiền nữa rồi đó. Chuyện gì? Anh biết sắp tới là ngày gì không? Đó, thấy chưa? Anh nói đâu có sai. Thôi em tha cho anh đi lưng, anh hết đạn rồi. Hết gì hết, hôm qua em còn thấy anh ra quá trời đạn luôn mà. Đạn này là tiền chứ không phải là lăng quăng đâu má ơi. Vậy mà tối hôm qua anh nằm kế bên em, anh nói em chịu anh đi rồi em muốn gì cũng được. Ba thấy không? Anh chơi kỳ sợ không? Đạn ông con trai gì mồm mép thế ấn, chiếm được ta giờ dở quẻ. Trời đất ơi, nhịn mẻ kìa chưa gì đã rần rần lên rồi. Tôi chuẩn bị quà từ hôm qua rồi nè bà nội. Gần 3 tháng nữa mới Valentine, tôi mua quà tặng cho bà trước luôn á. Đó, mở coi đi. Thôi anh luôn mở cho em coi đi anh mua anh mở cho em coi đi, mà anh mua gì vậy anh Lưu? Hả? Kiểm tra coi nó mang tới đầy đủ không? Đủ rồi. Đủ ha, để em coi coi. Trời anh mua gì mà đỡ được vậy anh Lưu? Ôi ơi đẹp dữ vậy ta. Trời cái áo. Ủa, cái này sao giống mấy cái bọc ni lông chứ không phải cái áo gì đâu anh Lưu. Còn gì trong đây nữa không? Em chở cái mỏ vô tiệm cho kỹ đi, anh mua nhiều lắm luôn á Lân. Em chở cái mỏ vô tới cái đít túi luôn, đâu còn thấy gì nữa đâu nữa anh Lưu. Mắt em bị bù lệch hả Lân, em nhìn cho kỹ đi, anh mua nhiều dữ lắm á. Nhưng mà anh mua cho em cái gì vậy anh Lưu? Anh biết em thích thời trang cho nên đặc biệt tới Navi Fashion để đặt may cho em những cái bộ trang phục và phù hợp với công việc hàng ngày của em đó Lân. Như là mấy mẫu gì hả anh Lưu? Thì sáng em đi học á thì anh đặt đồng phục học sinh cho em, trưa em đi làm công nhân thì anh đặt đồng phục công nhân cho em, chiều em đi làm bác sĩ thì anh đặt đồng phục bác sĩ cho em, tối em đi sự kiện anh đặt đồng phục sự kiện cho em, còn khuya em đi công sở anh đặt đồng phục công sở cho em. Ủa anh Lưu, vậy là anh không có muốn nhìn thấy mặt chó em nữa hả? Sao anh mua nhiều dữ vậy? Anh mua gì đâu mà em không thấy thời gian em ở nhà nữa. Đó khán giả thấy không, tuyệt chiêu của tôi á, muốn thoát khỏi tầm kiểm soát, muốn ra ngoài ăn chả anh em vậy, cứ việc mua thiệt là nhiều quà tặng cho con vợ mình, vậy là nó khoái liền à, nó không để ý mình nữa đâu. Mình đi đâu mình đi hả? Ủa sao con nằm đây mình vậy luôn? Nhân lần quá, biết sao đi đâu sáng giờ chưa về nữa. Chứ không phải mày muốn đi luôn để mày đi chơi hả? Muốn. Ừ, muốn sao còn than nữa? Tại đang lo. Lo gì? Mua cho nó quá trời đồ, đi dẹo ngoài đường giờ nó chưa về nữa ba. Khổ thiệt.